Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia một dự án nhận 100 đô token có cái heroin nha bạn. Chương trình này nó sẽ random cho 1000 bạn may mắn nha bạn. Thì kèo này là cái kèo hên xui nha các bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link form ra nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh trailer nè các bạn. Rồi trên Telegram thì các bạn join sao các bạn. Sau khi bạn join sao xong bạn mới đập lên các bạn. Các bạn join tiếp kênh trailer rồi tiếp tục các bạn copy cái hashtag này nè bạn. Từ chữ iDrop print BC nè bạn. Các bạn follow và tweet tăng 5 người bạn nha các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Thông thường thì những kèo mà random nếu bạn nào may mắn trúng thì giá trị khá là lớn người ta các bạn, thì các bạn like và chia sẻ như tôi biết nha các bạn. Rồi các bạn dán cái hashtag vào và tan 5 người bạn của mình vào nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn tan những người bạn nào thường xuyên các bạn tan các bạn. Rồi các bạn tôi biết lên nè các bạn. Sau khi các bạn tôi biết lên xong thì các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Các bạn đi thông tin các bạn. Follow tôi biết. Rồi tiếp tục thì các bạn xuống đây các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn đã follow nha các bạn. À còng win. Những dán này không có ghép, không có tuyển ghép được các bạn. Không có ghép. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lên một cái link request và tăng 5 người bạn thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè các bạn. Thì kèo may mắn thì mình cũng phải tham gia lắm các bạn. Thử dân may của mình luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bao gạch cùng nè bạn, các bạn nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn lướt xuống qua một tờ quyết cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nha các bạn. Rồi tất cả các bạn sao chép liên kết lên nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại thông tin các bạn xin em Telegram các bạn đã xôn chào kênh group và kênh trailer nha các bạn. Thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào bao gạch trên cùng nè các bạn. Trên cùng nè. Các bạn nhấp vào setting nè. Rồi các bạn sẽ thấy được username của mình là @anh1133 nha các bạn. Còn bạn nào những cái tài khoản Telegram mới chưa có username thì các bạn cứ tạo username của mình nha các bạn. Nhớ có cộng vào các bạn. Anh1133. Rồi. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain cho các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè các bạn. Thì các bạn chỉ việc lọc rồi bỏ bạn. Biết đâu may mắn nó sẽ, mình là người may mắn nó sẽ trúng kèo thì nó sẽ gửi tôi cần về nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain mình nào vào nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 đô token green. Đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.